bỏ tiền tỷ để xây nhà máy xử lý rác, nhưng giờ đây địa phương vẫn phải xử lý rác bằng cách chôn lấp. Được đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng để xây dựng, nhưng nhà máy xử lý chất thải rắn tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn không thể hoạt động dù đã xây dựng xong từ năm 2022. Với mục tiêu bảo vệ môi trường, năm 2020, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2020. Thế nhưng, sau đó tiến độ dự án gặp vấn đề nên chủ đầu tư đã gia hạn thời gian hoàn thành vào năm 2021. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng nhà máy xử lý chất thải rắn cũng hoàn thành vào năm 2022. Những tưởng nhà máy sẽ giúp cải thiện vấn đề môi trường ở địa phương. Thế nhưng trong quá trình vận hành thử nghiệm, công nhân đốt rác đã phát hiện bể xử lý nước của hệ thống lò đốt bị hỏng, phải tạm dừng để xử lý, khắc phục. Từ đó đến nay, đã hơn một năm trôi qua, nhà máy gần như chết yểu, không thể vận hành như kế hoạch đề ra, các nhân viên cũng đã nghỉ làm. Từ đường quốc lộ 24B đi vào nhà máy xử lý chất thải rắn khoảng 2 km, bên hông nhà máy là một bãi rác lộ thiên rộng khoảng 1.000 m2. Tại đây, rác thải được đổ chất thành đống cao khoảng 1 mét và bốc mùi hôi thối. Trên bãi rác có hàng ngàn con ruồi nhặng, quạ bay quanh. Vào trong nhà máy, rác thải được chất đầy ở khu xử lý, máy móc thì ngừng hoạt động. Bể xử lý nước thải từ rác bị hư hỏng, bạt bị rách thành nhiều mảnh. Hiện tại, ban quản lý dự án đang xin thêm kinh phí đầu tư để tiếp tục xây dựng. Trên cơ sở mà theo luật bảo vệ môi trường năm 2010 thì có quy định là các nhà máy mà khi mà đưa vào hoạt động thì phải đảm bảo các cái hạng mục, và về các hạng mục này thì chủ ban quản lý cũng đã xây dựng cái tờ trình để tham mưu cho công huyện xin cấp trên để nguồn kinh phí để mà bổ sung thêm các hạng mục mà còn thiếu trong thế kỷ theo luật bảo vệ môi trường. Sau khi mà cái tổng mức đầu tư dự kiến xin khoảng 4 tỷ rưỡi. Sau khi mà được từ thống nhất của cấp trên thì của ban quản lý sẽ thực hiện các quy định theo luật đầu tư công và sẽ xây dựng và hoàn thiện cái nhà máy này để đưa vào sử dụng một cách có hiệu quả. Theo thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 800 tấn một ngày đêm, nhưng tổng khối lượng được thu gom xử lý là 500 tấn một ngày đêm. Hiện công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa được thực hiện. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 23 điểm xử lý rác thải sinh hoạt đang hoạt động bằng hình thức chôn lấp tạm thời tại các địa phương. Hầu hết các bãi chôn lấp này đều là bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.